Ta-da, ngon SEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Và mình là Cuối Ca, hôm nay mình các bạn cùng khám phá những tập truyện tiếp theo trong tuần thứ 2 và tuần thứ 3 của tháng 7 đến từ nhà xuất bản Kim Đồng, nhà xuất bản trẻ Mumi Wangan và một nhà xuất bản khác. Sẽ có những gì nha các bạn? Đây trên màn hình các bạn, chúng ta sẽ có rất rất là nhiều chuyện luôn các bạn. Và những bộ truyện khá là nổi tiếng và những bộ truyện mà đã drop rất là lâu và bây giờ lại xuất hiện nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ có là Cuộc Sống Học Đường nè, tập 5 nha các bạn, phiên bản đặc biệt. Có Yona Công Chúa Bình Minh tập 27, có Lulok tập 11 nè. Chúng ta có tập tiếp theo của Marcel, đó chính là tập 5 nha các bạn, khá là xịn sò. Chúng ta có nhân vật hạ cấp Tomoraki tập phiên bản giới hạn nha, kèm theo nhiều quà tặng các bạn. Nhưng mà có vẻ hình như bộ này bị lớp hay gì các bạn, hay là bộ giới hạn vẫn còn khá là nhiều các bạn. Chúng ta có tập 19 của Kasoha Cuộc Chiến Tâu Tình và một bộ truyện mới, đó chính là Ma Đạo Tổ Sư nha các bạn, phiên bản giới hạn nha, khá xịn sò luôn các bạn. Đây là Ma Đạo Tổ Sư tập 1 nha các bạn. Chúng ta có tập tiếp theo của Iruma Giá Đáo tập 17 và có box set trở lại của Ran và Thế Giới Cho Bo Tàn nha các bạn, tập 1-7, box set khá xịn sò. Rồi mời các bạn cùng chung ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh của mình nha. Bây giờ mời các bạn cùng chung ngưỡng trước khi mình review tiếp hơn về từng quyển truyện nha các bạn. Phần tiếp theo chúng ta cùng khám phá Yona Công Chúa Bình Minh tập 29. Tập này chúng ta được tặng kèm một bó kẹt nha các bạn, khá là xinh xò, đẹp lắm nha. Bộ truyện này là bị gập không phải bị rời nha các bạn. Và hình bó kẹt đó chính là cái hình tay gấp của chúng ta đấy các bạn. Đây là cái phần mặt trước của Yona Công Chúa Bình Minh tập 27 nha các bạn. Ước gì bộ này cũng cái bị rời cũng khá xịn hơn nha các bạn. Đây là phần gái, phần mặt sau nè. Còn bộ bên trong không có trang màu nào hết, chuyện được in trên e-shop bình thường thôi, không có trang màu nào luôn nha các bạn. Nội dung của Yona Công Chúa Bình Minh tập 29. Để giải cứu nhóm Yona, Hát phải tuân theo đề nghị của quân sư Kishot và bắt tay với quân đội Kuka. Vì âm mưu của hằng hoàng Gobi mà nhóm Yona đã bị bắt cóc tới đế quốc Kai, Kubo sau đó đã bắt Yona làm con tin để buộc Yaha phải đầu hàng. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh của mình nha. Xin chào và hẹn các bạn những video lần sau.